chào các bạn. Chắc hẳn là trong gia đình chúng ta ít nhiều đều có một cánh cửa sử dụng cái khóa như này ạ. Và cái khóa này thường chỉ sử dụng cho phòng ngủ, phòng nhà vệ sinh. Và có một cái vấn đề thường hay gặp là rất nhiều gia đình hay bị tắt cái nút bấm này ạ. Có nghĩa là chúng ta nó không cái lẫy nó không tự động lẩy ra. Vì vậy mà dẫn đến tình trạng mà khi chúng ta ở bên ngoài nữa, chúng ta đóng cửa vào, chúng ta sập cửa vào như này thì ở bên ngoài sẽ không thể nào vặn được cửa để mở. Chỉ có những người nào ở trong thì mới có thể mở được. Nhưng vấn đề mà rất nhiều người hay hỏi tôi là khi mà người ta nhỡ dập cửa bên ngoài, ở trong nhà vệ sinh thường không có người hoặc có trẻ con ở trong không biết mở thì làm sao mà chúng ta có thể tháo được cái cánh cửa từ bên ngoài khi mà chúng ta mất chìa khóa. Bởi vì đa số những cái đây là cái cửa phụ nên là ít gia đình có lưu giữ lại cái chìa khóa, thường sau 1-2 năm là những chìa khóa thất lạc hoặc là bị mất. Vì vậy rất là khó nếu chúng ta không biết cái cách xử lý kịp thời để mở cái cửa từ bên ngoài khi mà ở trong phòng có trẻ con hoặc là không ai trong phòng. À, cách tốt nhất tôi khuyên bạn là vẫn đi làm một cái chìa khóa dự phòng để ở bên ngoài cho cái trường hợp khẩn cấp. Trong trường hợp mà chúng ta khẩn cấp thì chúng ta không tìm được cửa hàng chìa khóa thì tôi có một vài cách mẹo để hướng dẫn mọi người có thể nhanh chóng mở được cái cửa và sửa cho nó hết bị cái lẫy này, nó bị tự động nó sẽ mở được. Cách đơn giản là chúng ta chỉ cần có một cái tua vít, bút tử điện, tua vít và một cái vật tìm nhọn cứng để chúng ta mở. Đây, các bạn có thể thấy là cái chốt này nó đã hỏng, không xoay được. Tại vì cái ở trong này nó đã bị chốt lại và ở trong khi mà vặn nó cũng không tự động lẩy ra. À, bây giờ bằng cách chúng ta hãy sử dụng một con dao cứng từ phía bên ngoài. Chúng ta theo cái khe bên ngoài, chúng ta sẽ để con dao vào cái chốt này và chúng ta từ từ chúng ta đẩy dần để đẩy cái con chốt này nó vào khít vào trong. Sau khi chúng ta đẩy được cái này vào trong thì chúng ta sẽ một tay giữ, một tay chúng ta có thể đẩy cánh cửa từ bên ngoài có thể mở ra được. À, trong trường hợp rất nhiều các gia đình thường có cái lẹp ở bên ngoài ạ. Cái lẹp ở bên ngoài chúng ta không để nó che đi cái cánh cửa cái mép cửa này ạ. À, vì trong trường hợp khẩn cấp thì chúng ta có thể dùng con dao hoặc tua vít để tháo cái lẹp bên ngoài ra, cái lẹp trang trí bên ngoài vừa là để bảo vệ cái khóa bên ngoài này và chúng ta có thể hoặc chúng ta có thể đập xuyên qua lẹp đây ạ. Chúng ta hãy tưởng tượng và lấy con dao chọc vào từ từ, cứ đích từng dần từng tí một để cho nó vào. Chúng ta cứ ấn vào như này và giữ cho nó chặt như này. Để đây. Sau khi chúng ta có thể mở được cửa ra thì các bạn sẽ thấy ở cái này nó sẽ có một cái lỗ nhỏ nhỏ. Chúng ta có thể dùng đầu nhọn của con dao, mũi dao hoặc là có cái tua vít để có thể đẩy cái lẫy nó ra. Bây giờ tôi sẽ quay gần để cho các bạn có thể thấy được rõ. Đây, bất cứ cái ổ khóa nào đều có ở phía trong cái phần chốt đây ạ, sẽ có một cái lỗ khe màu nhỏ, chúng ta có thể thấy. Chúng ta hãy dùng vật nhọn bất kỳ chúng ta có để cho vào cái lỗ này. Sau khi cho vào cái lỗ này chúng ta hãy bậy nó ra, kéo thẳng lên, một tay kéo ra, một tay ấn chọc sâu vào trong. Đây các bạn nhé, một tay chúng ta đẩy đẩy con lẫy vào, một tay còn lại chúng ta kéo thật mạnh cái con này ra. Đây, sau khi tháo ra chúng ta sẽ thấy nút bấm đây ạ. Cái nút bấm này nó đã bị chệch. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái lẫy đây. Nó bị kẹt chỗ này. Okay. Vì vậy mà chúng ta không thể nào mà bấm được cái lẫy này. Việc của chúng ta tiếp theo là dùng một cái thanh sắt để chọc vào trong này và cậy cái lẫy nó ra để cho nó xuống. Đây, giờ chúng ta đã thấy cái lẫy nó đã xuống rồi đây ạ. Đây chính là nó bị mắc cái lẫy này đây ạ. Đây, cái lẫy này bây giờ chúng ta đã xuống. Trước khi mà chúng ta lắp cái tay cầm này thì chúng ta nên dùng một chiếc kìm. Chiếc kìm này để chúng ta bẻ lại cái này cho nó nhỏ vào một chút. Vì thường là nó bị quá rộng nên nó sẽ bị bay ra và cái lẫy nó sẽ bị kẹt. Và vì vậy chúng ta nên bẻ cái này lại cho nó nhỏ lại một chút để cái lẫy nó sẽ không ngọt vào khe trước khi chúng ta lắp lại cái tay cầm. Sau khi mà bẻ cái vỏ bọc này nó nhỏ lại thì chúng ta việc cuối cùng là lắp cái chốt này vào. Thì lắp cái chốt này vào thì chúng ta có thể thấy cái có cái khe nhỏ. Đây ạ. Thì chúng ta lấy cái khe đó đúng theo cái hướng của cái lẫy mà chúng ta vừa mới tháo ra và việc này là chúng ta hãy đẩy thật mạnh. Đã hãy đẩy thật mạnh vào thế là xong. Và bây giờ chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể bấm vào, mở ra rất bình thường, là bấm vào, mở ra. Đây và bên ngoài cái ổ bên ngoài chúng ta cũng có thể vặn được bình thường. Vậy là chỉ một vài động tác rất là đơn giản, chúng ta đã có thể sửa được chiếc cửa của mình một cách nhanh chóng.